Rồi tiếp theo là một em máy Azure Pakistan nha anh em. Em này cao, hiện tại là 1,7 kg hơn rồi nha anh em. Con này rất chính so khoảng tầm hơn 2 kg. Còn xong cái mùa đầu thì nó phải 2,2 kg, 2,3 kg nha. Mấy ngày trống mà bằng cơ lưới nó là khoảng tầm gần 3 kg rồi đó, em bán hết rồi. Dáng con này cao nha, cao lớn ký. Con này cán hàng trên nha anh em, sạch sẽ luôn. Anh em có thêm số điện thoại em phía dưới màn hình á, em gửi cặp cán cho anh em xem. Giá là 3 triệu nha anh em, giá trên bao phí ship cho anh em luôn, anh em chỉ có là nhận gà thôi. Tất cả các tỉnh nào cũng gửi được hết nha, yên tâm. Về chuyên chợ là yên tâm nha. Rồi, cảm ơn anh em. Chào anh em.